quý vị, thời gian qua ở một số khu vực chợ trung tâm của huyện Lâm Hà, việc người dân buôn bán lấn chiếm lòng lề đường đã gây mất an toàn giao thông và ảnh hưởng rất lớn đến vẻ mỹ quan đô thị. Mặc dù ngành chức năng, chính quyền các xã đã có nhiều giải pháp để lập lại trật tự, nhưng tình trạng này vẫn diễn biến khá phức tạp. Phản ánh của nhóm phóng viên thời sự. Buôn bán tràn lan, lấn chiếm lòng lề đường. Đó là thực trạng diễn ra khá thường xuyên ở khu vực chợ xã Tân Hà, huyện Lâm Hà. Đây là địa điểm nằm ở trung tâm khu vực giao thương của người dân các xã Đan Phượng, Hoa Đức, Tân Thanh, Tân Hà, nên số lượng người và phương tiện tập trung khá đông đúc, gây mất trật tự. Người dân ra đi cũng là vì miếng cơm manh áo, cũng là đi bán hàng để kiếm đồng tiền bát gạo thôi. Thế nhưng mà cũng là theo như tôi muốn là cũng muốn là làm ra một cái chợ là để cho dân ngồi về đấy tập trung nó dễ hơn, vì chợ ở đây nó cũng hẹp quá, không có chỗ ngồi cho bà con. Cho nên là người ta cũng ngồi ra đây thì cũng nói chung là cũng là chật, đi lại cũng phức tạp. Không khác là bao so với chợ Tân Hà, thực trạng lấn chiếm lòng lề đường để kinh doanh buôn bán cũng diễn ra phức tạp tại chợ thị trấn Nam Bang, chợ xã Phú Sơn, huyện Lâm Hà. Mặc dù chính quyền các xã, lực lượng công an đã triển khai nhiều giải pháp, nhưng sau khi ra quân để lập lại trật tự thì thực trạng vẫn là tiếp diễn. Điều này không chỉ gây mất an toàn giao thông mà còn ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị ở các địa phương. Tình trạng là lấn chiếm lòng lề đường xảy ra thường xuyên. Đây vừa qua chúng tôi cũng thành lập cái ban an toàn giao thông chuyên giải quyết vấn đề là lấn chiếm lòng lề đường. Nó rất là khó khăn, chỉ có cái việc mà biện pháp hữu hiệu nhất là phải nâng cấp và mở rộng chợ Tân Hà thì mới giải tỏa được cái khu trung tâm, đấy là đoạn chợ Tân Hà. Hiện tại chúng tôi đã cho tất cả các cái khu mà các cái chủ mà bán hàng mà ở khu quanh chợ ấy, thì cũng đã cam kết cái việc chấp hành. Một mặt là chúng tôi là tăng cường cái biện pháp tuần tra xử lý để mà xử lý. Thứ hai nữa là cũng là thường xuyên là bố trí lực lượng tuần tra để mà quanh các khu vực chợ để mà dẹp cái lòng lề đường ấy, và để xử lý các cái trường hợp mà đậu đỗ xe mà sai quy định. Kinh doanh buôn bán là nhu cầu tất yếu của người dân, nhưng để đảm bảo an toàn giao thông, tạo vẻ mỹ quan cho đô thị, ngoài nỗ lực của ngành chức năng thì người dân cần nâng cao ý thức hơn nữa nhằm hạn chế tình trạng buôn bán lấn chiếm lòng đường ở huyện Lâm Hà nói riêng và các địa phương trong tỉnh nói chung.